Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu. Trong nghe một kiếp có thiền cầu, con đang nghe thấy chuyên trì tụng. Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng tập luân quyển 4 phẩm 6. Xét lợi chiên Đà La hiện trí tướng. Khi ấy Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật: Bạch Thế Tôn, lai Xét Lợi Chiên Đà La, phụ tướng chiên Đà La, căn lành ít không chịu tin tưởng, vô định quanh co, ngu si mà tự xưng là kẻ nhiều trí, sinh tâm kiêu mạn, không sợ quả báo do nghiệp ác đời ở đời sau, xa lìa bạn lành cho đến hướng về địa cục A Tỳ, vì tài lợi nên cùng với các tỳ kheo ác tạo bè nhóm phi pháp. Đức Phật nói: Đúng vậy, đúng vậy, này tỳ nam, ở đời vị lai hàng Sắc Lợi Chiên Đà La cho đến hạng Bà La Môn Chiên Đà La, căn lành quá ít, không có lòng tin, hối trá, chúa định, là những kẻ ngu si mà hiện ra tướng trí tuệ, không nghe theo lời bạn lành, thật là người tối tâm mà tỏ vẻ là tướng hiểu biết, tâm thường nghi ngờ, không sợ đời sau, không giữ như cấm, làm các việc sát sinh cho đến tà kiến, khinh khi dối gạt người khác, ở trong đời thường nói lời phỉ báng, hạng Sắc Lợi Chiên Đà La, hạng Bà La Môn Chiên Đà La, phá hoại, làm rối loạn pháp của Phật. Đối với pháp của ta mà được xuất gia thì thường hủy hoại, phá giới, làm các hành ác, nhưng được hàng Sắc Lợi Bà La Môn hết lòng cúng dường nhiều vật dụng tiền tài, nên tâm tham lam đắm nhiễm, nói lời rỗng không, cho là thông hiểu về thọ mạng, đổi giác kiếm sống, ưa thích đọc tụng kinh điển ngoại đạo, khai khẩn đất đai, trồng các loại cây, giữ gìn tiền bạc tài sản nhà cửa, nuôi dưỡng vợ con, hành chú thuật, nói về thuốc tiên, thèm ưa các vật như y phục, ăn uống, phá giới, làm các việc ác đủ tiếng xấu như vậy, thật chẳng phải sa môn mà tự nói sa môn, thật chẳng phải phạm hạnh mà tự bảo là phạm hạnh, cho đến thọ nhận sự cung kính cúng dường của Sắc Lợi Bà La Môn. Hệ Sắc Lợi Chiên Đà La, Bà La Môn Chiên Đà La ưa thích phá giới, xa lìa trì giới. Ở trong pháp của ta, nếu thấy có người trì giới tu điều lành, có thể nhường nhịn mọi người, thì các bậc học và vô học tất cả đều hướng đến. Như vậy các loại tỳ kheo đều không được cung kính cúng dường, có nói ra điều gì cũng không chấp nhận. Này thiện nam, ví như người, ví như có người đến bãi báu, sẽ bỏ các báu ngọc xanh, ngọc báu xanh lớn của vua trời đã thích, vàng bạc ngọc quý đều xả bỏ hết, tức những vật báu quý giá đều bỏ để lấy thủy tinh. Nếu ở trong pháp của ta, người trì giới có công đức lớn, tâm thường khiêm nhường mà lại xả bỏ hết, thì nhận lấy kẻ phá giới, làm việc ác, gây tạo việc ác, không sinh tâm hổ thẹn, sẽ lìa tất cả tâm đại từ đại bi, rồi lại giữ lấy những ruộng xấu, lãnh thọ lời dạy ấy. Người cúng dường làm các việc ác như vậy, thầy và đệ tử đều rơi vào địa ngục, tất cả đều luân chuyển trong 10 đường ác. Xét Lợi Chiên Đà La, Bà La Môn Chiên Đà La, Sa Môn Chiên Đà La, Đại Thần Chiên Đà La trước kia đã tu tập căn lành này đều tiêu diệt cho đến rơi vào địa ngục A Tỳ. Thế nào là thực hành 10 điều ác? Phá hủy giới cấm. Tỳ kheo như vậy cho đến Xét Lợi Bà La Môn ưa thích nhận thức sai lầm, phỉ báng tỳ kheo thanh tịnh, ngu si vô định, sai trái chê bai bậc hiền thánh, cuồng loạn mê hoặc thế gian, tham vật dụng, ăn uống tiền tài cho đến lợi dưỡng, mong cầu tiếng khen, nên tự chuốc lấy khổ vào thân, nhục mạ người khác, ganh tị tạo loạn chỉ vì lợi dưỡng, cho chẳng bằng lòng tin, lãnh thọ lời người khác, từ bỏ khiến xa rời pháp chân thật, đều không chứng được quả đạo, cũng không xa lìa tham dục để diệt các cách xử, chỉ vì lợi dưỡng không xin năng làm những việc cúng dường, cho đến vô định làm cuồng loạn mọi người, thật chẳng phải ruộng phước để hướng đến đạo. Khi ấy Xét Lợi Chiên Đà La, Bà La Môn Chiên Đà La đối với tỳ kheo thanh tịnh không sinh tâm cung kính, cho là hư hữu, hiện bày tâm điên đảo, không chịu cung kính cúng dường, chẳng tin hiểu thực hành lời dạy ấy, tức là không thể hội trì pháp nhãn làm hưng thịnh ngôi tam bảo. Khi ấy quỷ thần trời đồng trong cõi nước đối với tam bảo phát lòng tin sâu xa, đều tỏ ra giận dữ đối với hạng Xét Lợi Bà La Môn đó, cùng nhau nói: Các ông hãy xem kỹ hàng Xét Lợi Chiên Đà La, Sa Môn Chiên Đà La, Bà La Môn Chiên Đà La, Đại Thần Chiên Đà La, tất cả đều khởi tâm kiêu mạn đối với tam bảo, dư trừ các căn lành, gần gũi bạn ác, từ bỏ pháp lành, xin nhập vào đường ác. Hôm nay chúng ta không ủng hộ hạng Bà La Môn Xét Lợi của quả này. Tất cả hàng trời rồng quỷ thần đã từ bỏ trong quả nước ấy, những bậc pháp khí gánh vác ruộng vước đều sinh tâm từ bỏ. Nếu tất cả hàng trời thần cùng các bậc pháp khí để làm ruộng phước đối với hàng Xét Lợi Chiên Đà La đó sinh tâm xả bỏ rồi, thì
nơi cõi nước mình và cõi nước lân cận để phát khởi nạn bên đau đói khát, bệnh tật sát hại lẫn nhau, không vui mừng trước những việc đáng ưa thích, tất cả đều từ bỏ, tâm giận dữ keo kiệt không thương xót đối với tất cả chúng sinh, không khởi tâm từ bi, cùng tạo sát hại cho đến tà kiến, không có hổ thẹn tất cả chùa tháp cho đến Phật của tăng chúng, thì đều khiến tranh chấp về việc ăn uống y phục, những đồ uống, những đồ cúng dường, sân giận với mọi người xung quanh, gây hiềm khích hoặc cùng với người chống đối, khiến tự nhiên thoái lui, hoặc khi muốn chết thì miệng lưỡi đều khích lại, không nói nên lời, hướng tới địa ngục. Lại nữa này thì nam, sắc lợi chân đà la cho đến bà la môn chân đà la đều sẽ liền tri thức thiện, khinh khi xem thường tam bảo, không có tâm cung kính, không sợ đời sau, đối với hàng thanh văn được ít lòng tin mà cho là thông suốt, đối với kinh pháp của Bích Chi Phật và Đại Thừa tùy hủy bán không tin, không đọc tụng cho đến chỉ một bài kệ, không sinh tâm tin, đó gọi là hủy bán pháp. Hoặc có người ít lòng tin pháp của Bích Chi Phật và Đại Thừa mà không tin pháp của thanh văn, nhục mạ quả trách cũng gọi là hủy bán chánh pháp, cũng gọi là hủy bán kho tàng chánh pháp của chư Phật đến ba đời, đoạn trừ tám chánh đạo, phá trừ vô lượng pháp nhãn của chúng sinh. Đó là có người đối với chỗ giảng thuyết của Như Lai về thanh văn thừa, Bích Chi Phật thừa cho đến Bồ Tát thừa mà làm chướng ngại, hoặc che khuất hết tạng pháp cho đến một bài kệ, cũng không cung kính đối với tam bảo. Cho nhân dư này khiến cho hàng trời đồng thiện thần bảo vệ đất nước không có niềm tin, liền sân giận, hàng sắc lợi và các quan lại ấy lưỡi bị kết lại không nói được, chết, bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Lại nữa này thì nam, nếu người trì giới có công đức, ở trong nước đó có đầy đủ pháp khí, khéo hội nhập tâm xã, an trú vào nơi chốn vắng lặng, không thường xuyên đến các nhà tánh thí, cũng không khinh khi quả trách việc xấu ác của tỳ kheo và sự hiểu biết của họ, cũng không chỉ trích quả trách người phá giới, nhưng tỳ kheo làm ác đối với tỳ kheo trì giới thanh tịnh lại sinh tâm hiềm khích, nói lời xảo trá lừa dối. Đối với sát lợi đại thần cho đến tất cả người dân nam nữ lớn nhỏ trong nước đều đứng trước họ mà chê bai, hạng xá lợi chiên đà la, đối với những vị trì giới thanh tịnh tu tập đầy đủ công đức và tiếng tốt cho tỳ kheo ấy, thật là đệ tử của ta, thành tựu tất cả thiền định giải thoát, vì phương tiện nói lời thiền xảo, liền nhục mẹ, sinh sân giận, nói tố ác lời nói, bắt nạt làm cho tất cả đều khổ não, hoặc bị cướp mất y bát, những đồ dùng tòa cụ của Tam Quốc Vương, khiến bị đuổi đi, hoặc khi bị giam cầm, tìm cách sát hại họ. Này thiền nam, hãy quan sát kỹ, những kẻ gần gũi tỳ kheo ác, làm ác, gây ra bao tội lỗi cho đến rơi vào địa ngục A Tỳ, nơi chúng sinh tạo năm tội nghịch và bốn tội căn bản, hủy bán bậc hiền thánh cho ba chánh pháp, thì vượt qua tất cả tội căn bản. Các tỳ kheo hành ác như vậy, ta cũng không cho phép dùng hình phạt roi gậy, giam cầm cho đến chiếc chết mất mạng sống. Do nhân duyên này nên bị tội báo lớn, huống nữa là người giữ gìn giới cấm vững chắc thanh tịnh, nó có thì khéo ở trong tánh của tội trọng, nếu phạm một tội tuy là phạm tội trọng, hòa thượng chúng tăng cùng hòa hợp yết ma, thế giới được thọ như có thêm uy lực. Nếu như ví như hương thơm ngào ngạt thì không còn nguyên chất nhưng vẫn còn mùi thơm tỏa ra, không thể khinh thường. Thì khéo phá giới cũng vậy, cư sĩ không có giới không nên xem thường, tuy chẳng phải là pháp khí, ở trong giới luật của bậc hiền thánh bị chìm đắm lạc đường, bỏ mất pháp của người xuất gia, không được thọ dụng những vật của tăng bốn phương, ở nơi chúng tăng phù hợp được thọ giới khác mới không phạm. Mùi hương của giới có nhiều uy lực, cho nên không cho phép bách y dùng hình phạt. Này thì nam, ở đời quá khứ có nước tên là Ca Thi, vua hiệu là Phạm A Đạt Đa, bảo chiến Đà La, ở bên dưới núi tuyết có voi chúa trắng 6 ngà, gọi là Út Ba La Hoa Nhãn. Các ông hãy nhổ ngà của voi chúa ấy, nó không làm được, 5 người các ông phải mất mạng. Bấy giờ chiên Đà La thương tiếc thân mạng, giả làm sa môn, hiện hình bên ngoài siêng năng mặc áo ca sa, đúng như lời vua bảo, đến chỗ voi chúa ở núi đó. Voi mẹ thấy ông ta đang dương cung lên bắn lên, sinh tâm lo sợ liền bảo voi chúa: ông thợ săn này, nay đến dương cung tên bắn, chẳng lẽ chúng ta sẽ mất mạng sao? Bây giờ do chúa thấy người cài bỏ râu tóc mặc áo ca sa, bèn nói kệ: ở đó hàng sa phật cờ cùng pháp làm pháp y đều xả bỏ các ác, sao còn hại chúng sinh? Cha mẹ lại dùng kệ nói: thân tuy mặc ca sa,
cầm nắm cung tên độc, chiên đà la làm ác, không có tâm thương xót. Do Chúa lại dùng kẻ nói, chắc chắn mặc ca sa, lấy thương yêu làm gốc, quyết chắc quý y Phật, yêu thương các chúng sinh, y này không còn nghi. Ông nên giữ lấy tâm, mặc được pháp phục này, nhằm vượt bờ sinh tử. Khi ấy chiên đà la dùng, liền dùng mũi tên độc bắn vào vai Chúa. Voi mẹ thấy voi Chúa đã trúng tên, thương xót, gào lên, nói kệ. Mang y phục như vậy nên quy y Đức Phật oai nghi tuy vắng lặng. Tâm ôm ác độc lớn, nhanh chóng bỏ thân này, đoạn trừ mạng căn đó. Oán thù nay diệt hết, họ bắn vào thân con. Do Chúa lại nói kệ, dù máu bỏ thân mạng không nên sinh tâm ác, tiên người kia tâm ác, giống như đệ tử Phật. Người trí không vì mình, vội vàng khởi tâm ác, thường nghĩ về chúng sinh tu hành nơi Bồ Đề. Do Chúa liền phát tâm từ bi lớn tiếng, hỏi người kia ông cầu vật gì, người kia đáp muốn được ngà của voi. Do Chúa liền nhổ ngà, phát nguyện rộng lớn nói kệ, con nay dùng ngà trắng cầu Phật nên cúng dường, không sân không tiếc nuối tiếc, khiến gì các phiền não. Này thì nam, ta ở đời xa xưa, thường thấy loài súc sinh cầu đạo vô thượng nên làm như vậy, không tiếc thân mạng vì hộ trì pháp của Phật, hoàn toàn không hề đối với mặt ca sa mà gây ra, gây tạo trở ngại. Ở đời vị lai, hàng sát lợi chiên đà la, phụ tướng chiên đà la, sa môn chiên đà la, cư sĩ chiên đà la, dùng tâm vô nịnh lừa dối thế gian, không sợ đời sau. Nếu người ở thế gian không cầu đạo vô thượng, nhập vào pháp của ta mà được xuất gia, các kẻ kia lại sinh tâm não hại, các đệ tử của ta nên thành pháp khí và không thành pháp khí. Do các kẻ ấy bị nói là ác nhục mạ, dùng hình phạt rối gậy ức bức ép người. Đối với pháp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai, phạm trầm tội nên hướng đến địa ngục A Tỳ, đoạn trừ các căn lành, diệt hết lòng tin, xa lìa nhất thiết trí. Ví như bậc trượng phu tôi không có mắt nhưng có thể giáo hóa người khác, các đệ tử của ta cũng là như vậy. Tuy hủy phạm giới cấm nhưng vẫn còn làm đỡ cho chúng sinh ở thế gian. Nếu đến đời vị lai, vua Chiên Đà La cho đến cư sĩ Chiên Đà La, còn thấy ở trong pháp của ta mà xuất gia, hoặc thành pháp khí hay không thành pháp khí, quá nhiều tất cả đệ tử thanh văn, tức đối với vô thượng, vô lượng chư Phật nơi ba đời, tạo nhiều tội lỗi, diệt trừ tâm lành, khó được làm thân người, hú nữa là nhục mạ quá vị, chánh đẳng chánh giác của thanh văn với chư Phật cho đến vô lượng công đức của Đại Thừa. Này thì nam với như đời quá khứ, có nước tên là Bát Xà La, duy hiệu là Thắng Quang. Bây giờ nước có kẻ phạm vương pháp và tội chết, vô ra lệnh bảo người giữa ngục dùng năm tứ trói buộc cột vào xe đáng sợ cho đến giữa vùng bãi Tha Ma, khiến cho quỷ ác tới ăn thịt. Khi đó người canh giữ ngục làm theo đúng lời vua, người bị tội kia nghe rồi liền cắt tóc, khoác áo ca sa lên thân. Bây giờ người canh ngục thi hành lệnh vua trói người bị tội vào chiếc xe đáng sợ đưa ra mãi bãi Tha Ma. Lúc này có la sát tên ác nhẫn cùng với 5.000 la sát đồng đi đến, thấy người bị trói buộc năm thứ ở nơi gò mã đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca sa lên thân. La sát bèn dạo quanh bên phải người ấy nói kệ, này có thể an ổn, ta trọn không hại ông, cắt tóc mặc ca sa khiến ta nhớ nghị Phật. La sát con nói kệ, mẹ tráng rất đói khát, cần phải ăn người này, ta được khỏi đói khát, thân tâm thật vui mừng. La sát mẹ nói kệ đáp, hàng xa các chư Phật cờ phướng làm pháp giới, ở đây khởi tâm ác sẽ đọa ngục A Tỳ. La sát con cùng với quyến thuộc của chúng nhiễu quanh bên phải rồi nói kệ, cha mẹ chúng ta cùng làm ác, thân miệng ý tạo nghiệp không lành, ta đã bỏ ác không hại ông, mặc áo ca sa tướng giải thoát. Bây giờ có la sát tên Ngưu Sĩ với 500 quyến thuộc đều vây quanh vùng quả mã, thấy người ấy bị trói và cạo bỏ râu tóc, quát ca sa lên mình, bè nhiễu quanh bên phải nói kệ, đương theo cờ phướng các bậc thánh, ca sa vắt cổ là người này, ta vì người ấy mà cung kính, nguyện xin chớ sợ không hại ông. La sát con lại nói kệ, nay mẹ nên biết thịt người ngon, cần phải ăn thịt và uống máu, tăng thêm sức lực được đầy đủ, thân thể tăng trưởng không còn sợ. La sát mẹ bị con nói kệ,
tất cả thế gian đủ thú vui, loài rồng già soi và lá sát đều phải cung kính y nhuộm này, sẽ được đủ loại vui hơn hết. Lá sát con cùng với quyến thuộc nhiều quanh bên phải cung kính nói kệ, đều nên cung kính mà quy y, cắt bỏ râu tóc mặt ca sa. Ta ở quá khứ vô số kiếp, thế Phật thế tôn cứu giúp đời. Lại có lá sát thứ ba tên là Hoàng Phát, cũng có 5.000 quyến thuộc đến vây quanh vùng quả mã hoang vắng. Thấy người bị trói cắt bỏ râu tóc, khoác ca sa lên thân, liền nhổ quanh bên phải nói kệ: cờ phước tư nhân ta quy y, nếu có cúng dường được loại đó, vì y ca sa nên cúng dường, cần phải đoạn trừ các trói buộc. Là sao con là hoàng đầu nói kệ: ta được người này nên ăn liền, vua nước trừ bỏ nên đến đây, nên ăn thịt ấy rồi uống máu, mẹ bảo con phải nên cúng dường. La sát mẹ vì con mình nói kệ: người tốt như vậy ta chẳng ăn, nếu khởi tâm ác khổ đau lớn. La sát con nhiễu quanh bên phải nói kệ: như vậy đại tiên phước điềm lớn, nên cúng dường địa các trói buộc. Lại có la sát đao khẩu cùng với 5.000 la sát đứng vùng quả mã hoang vắng. Thấy người bị trói cắt bỏ râu tóc vắt áo ca sa lên thân, liền nói kệ: trừ bỏ sinh tử được niết bàn. Mặc áo ca sa không nên hại, nếu hại người này Phật quả trách, nên phải tôn trọng mà cúng dường. La sát con nói kệ: chúng con thường hút tinh khí người, ăn thịt người rồi lại uống máu, vì thế nên ăn chúng sinh này khiến thân thể con thêm sức lực. La sát mẹ vì con mình nói kệ: nếu có sinh tâm muốn làm hại người, cạo râu tóc mặc ca sa, tất đọa đường ác ngục a tỳ, chịu vô lượng khổ thật lâu dài. La sát con cùng quyến thuộc của mình nhiều quanh bên phải người mặc ca sa nói kệ: con nên lo sợ khổ địa ngục, trọn không tâm ác hại mạng ông, chúng con đồng tâm sẽ thả ông, cũng cầu giải thoát khổ địa ngục. Khi đó các la sát liền mở dây trói cho người kia, người bị trói đợi đến sáng mai mới đi tới chỗ vua. Nhà vua liền truyền lệnh khắp dân chúng trong nước, mọi người tập hợp đều tới tỉnh vua và các người hầu cận, các đại thần đã quen người này được về đấy là việc chưa từng có. Nhà vua liền lập chiếu chỉ bảo khắp trong ngoài nước, nơi nước ta có các vị đệ tử thanh văn của Phật hoặc thành pháp khí và không thành pháp khí, đối với chư vị ấy, nếu người không khởi tâm cung kính hoặc tăng thêm hình phạt vì nhân chứng ấy, nên ta sẽ dùng hình phạt cho đến mất mạng. Này thì nam vừa ở cõi Diêm Phù Đề và chạy xoa ăn máu huyết người, tâm hung ác không biết thương xót, cho đến thấy người cả bỏ râu tóc khoác ca sa lên thân, hãy còn không khởi thêm tâm sát hại, huống chi là các chúng sinh khác mà khởi tâm khinh khi cứu mạng. Nếu ở đời vị lai có hạn sát lợi chuyện đại lai, cư sĩ chuyện đại lai làm các việc ác là có quỷ ác, đoạn trừ các căn lành để hướng về địa ngục a tỳ. Nếu ở trong pháp của ta có thể xuất gia hoặc thành pháp khí hoặc không thành pháp khí, cả bỏ râu tóc sẽ bị hạng ác kia đoạt mất mạng căn. Này thì nam, ví như ở đời quá khứ có vua tên là Phước Đức, nếu có người phạm tội cho đến dùng dao trói buộc như trước, bây giờ nhà vua không muốn cướp đi mạng sống của người đó, có phụ tướng đại thần thưa nhà vua chớ buồn sầu, hoặc giết người này, hoặc có thể làm cho vua bị tội lớn, vì đại thần dùng trí tuệ của mình giáo phó cho Doi Say. Lúc này Doi Say tóm lấy hai chân của người bị tội muốn đạp xuống đất, liền thấy người này mặc y phục mặc y hoài sắc, Doi Say bèn đi chậm rãi bình an trên đất, không dám làm tuôn tổn, còn quỳ trước người đó dùng mũi ngửi chân rồi sinh tâm thương xót. Này thì nam, Doi là súc sinh rơi vào trong tám nạn, khi thấy người mặc áo hoài sắc hay còn không tăng thêm ác sinh tâm làm hại, cho đến đời vị lai nếu có vua chuyện đại lai thấy trong pháp của ta có người xuất gia gánh vác pháp khí và không thành pháp khí, nên làm việc bức bách hoặc giết hại hoặc tạo hành ấy, thì miệng không nói nên lời, sau khi mạng chung chắc chắn rơi vào địa ngục a tỳ. Này thì nam, đó là gọi là luân thứ ba. Xét lời chuyên đà la cho đến cư sĩ chuyên đà la, tuy ở đời quá khứ có gieo trồng căn lành, nhưng hiện tại tạo các nghiệp ác nay bị tiêu diệt hết. Lại nữa, này thì nam, như có xác lợi trên Đà La cho đến cư sĩ trên Đà La, tháng người cúng dường những vật dụng như giường nằm, tọa cổ, đồ dùng cho chư tăng bốn, cho tăng chúng bốn phương, cúng dường nơi tháp miếu, các thứ chỗ ở, vườn rừng, phòng nhà, ruộng vườn, tất cả người làm việc, bò, la, ngựa, các loại súc sinh, y áo, thuốc thang, thức ăn uống, là những vật
cần để sinh sống là can thiệp vào tỳ kheo trì giới thanh tịnh của ai đức biện tài thông minh, lời nói thích hợp, những vị ấy thì không được cung cấp. Còn các tỳ kheo phá giới hành theo điều ác lại được họ cung cấp dụ nạn tọa cụ như vật cần dùng, tha hồ buông lung thọ nhận, cùng với cư sĩ ăn uống sinh sống. Do nhân duyên ấy, Xác Lợi Chiên Đà La, cư sĩ Chiên Đà La lúc chết đều bị đọa vào địa ngục A Tỳ. Này thì nào như có Xác Lợi Chiên Đà La, cư sĩ Chiên Đà La, thế người ở trong pháp của ta xuất gia, các pháp sư thuyết pháp hoặc pháp thanh phàm bích Phật cho đến pháp đại thừa, những hạng Chiên Đà La kia đã phỉ báng, nhục mạ, khinh khi chánh pháp, làm khó dễ não hại pháp sư, về nhân duyên này nên bị rơi vào địa ngục A Tỳ. Này thì nam, nhờ có Xác Lợi Chiên Đà La, cư sĩ Chiên Đà La thấy người cúng dường các thứ cây hoa, cây quả, cây các vị, cây bóng tre, cây hương thơm cho tăng bốn phương và đại tử thanh văn của ta, những vị trì giới hiểu biết rộng, ngồi thiền tụng kinh tu tập hoặc có các vật dụng cần cho đời sống, các kẻ xấu ác kia tự đoạt lấy hoặc bảo người khác đoạt lấy, tự dùng hoặc bảo người khác dùng, cho nhân chuyên này nó sau khi chết rơi vào địa ngục A Tỳ. Lại nữa, này thì nam, ở đời Vị Lai, như có Xác Lợi Chiên Đà La, cư sĩ Chiên Đà La hủy hoại pháp của ta, nếu thấy có người nương vào pháp của ta mà xuất gia, đối với những người này, các kẻ xấu ác kia luôn khởi tâm sân giận nhục mạ, là hủy bán sự thuyết giảng giáo pháp của ta, không có lòng tin, phá hủy chùa tháp, phòng nhà tăng chúng, giết hại tỳ kheo, như vậy các lành trước kia đã tu tập nên đều tiêu mất, khi sắp chết tới chân đều đau đớn như lửa thiêu đốt. Lưỡi của những kẻ xấu ác kia như bị thắt lại trong nhiều ngày, miệng không nói được, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Nếu gây tạo 10 luân ác như vậy, chúng sinh làm ác khó được thọ thân người, huống nữa là được quả vị thanh văn bích Phật cho đến thành tựu đầy đủ quả vị nơi đại thừa, tất cả chư Phật không thể cứu được. Này thì nam, ví như ép dầu, trong mỗi mỗi hạt mè đều có chất dầu như trùng, do nhiều lần ép mà lấy được nhiều dầu. Này thì nam, các ông nên xem người ép dầu nên một ngày đêm chắc chắn và giết bao nhiêu chúng sinh. Hoặc là có người dùng 10 luân này như người ép dầu, cứ một luân một ngày đêm ép hết ngàn hộp, như vậy cho đến trọn ngàn năm, thì ép người dầu này chỉ biết bao nhiêu tội. Bồ Tát Địa Tạng thưa Bồ Tát Tôn, rất nhiều vô lượng do bị A Tăng kỳ số, những người ép ấy gây tạo nhiều tội như thế, không thể lường được tội của người này là bao nhiêu, chỉ có Phật mới có thể biết được. Đức Phật nói, này thì nam, ví như tội của 10 luân bằng một nhà dâm nữ. Trong nhà đó có 10 người nữ đều mong cầu dục. Nhà của 10 dâm nữ như vậy, nhưng tội đó bằng một nhà rượu. 10 nhà rượu như vậy bằng một nhà giết trẻ. Tội của 10 nhà giết trẻ như vậy bằng 10 luân của hàng Xác Lợi Chiên Đà La, cư sĩ Chiên Đà La, ở trong 10 luân tội bằng nơi một luân trong một ngày một đêm. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ, tội 10 luân bằng một nhà dâm, 10 nhà dâm bằng một nhà rượu, tội 10 nhà rượu bằng giết trẻ, 10 nhà trẻ bằng một nhà vua. Đại Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu có Xác Lợi chân thiện, Phụ Tổ Đại Thần chân thiện, Sa Môn chân thiện, Bà La Môn chân thiện, cư sĩ chân thiện, tự bảo vệ mình và ủng hộ người khác, trong đời Vị Lai ủng hộ pháp luật, giữ gìn người nhận lãnh pháp khí và người không nhận lãnh pháp khí, cho đến giữ gìn người cạo bỏ đầu tóc và áo ca sa, người trì giới thanh tịnh có công đức thì cúng dường cung kính tiếp nhận lời dạy, đối với pháp thanh văn bích Phật đều hộ trì lắng nghe bảo vệ, thọ trì pháp đại thừa như người nghe tín hiệu thọ trì pháp đại thừa, trì giới biết rộng lời lẽ rõ ràng. Người này đối mặt với mọi người luôn vui vẻ, tâm từ hòa an vui, thứ hỏi nghĩa lý cung kính thọ trì lời dạy, sẽ lìa kẻ phá giới, kẻ chẳng phải phạm hạnh vật dụng của tăng bốn phương, tự ý ăn uống trộm cắp dùng riêng, phung phí không nương tựa giới luật, chạy theo 10 luân ác xấu cũng khiến lìa bỏ, không cùng làm mọi việc, chỉ dẫn cho vua mới học phép trị nước của vua cũ, phép tắc nghi lễ luật lệ của nhà nước, tiếp nối hạt giống tam bảo để phát triển thân cần tất cả bạn lành, tôn trọng làm theo chính pháp của vua trước, đó gọi là Xác Lợi chân thiện. Thứ bao nhiêu phước đức để diệt trừ bấy nhiêu tội chướng. Đức Phật nói, này thì nam, với như bậc trường phu mong cầu suốt thế gian, còn có các vật quý báu đầy cả cõi diêm phù đề, hoặc gặp Phật xuất thế cùng với chúng đệ tử thanh văn, vì này suốt ngày đêm thực hành bố thí,
Tương tự như thế cho đến ngàn năm thường tu hành bố thí, cúng dường đủ loại. Này thiện em, như vậy người hành bố thí được phước báo lớn chăng? Bồ Tát Địa Tạng bạch Phật, bạch Thế Tôn, số phước đó là vô lượng vô biên a tăng kỳ, không thể tính hết. Phước này chỉ có Phật Thế Tôn mới biết được. Đức Phật nói đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Nếu có sát lợi chân thiện, xa liệm bởi của lòng ác, có thể ngăn chặn đoạn trừ các pháp ác như trên đã nói, thì công đức người này gấp bội. Giả sử có người dùng hết bốn châu thiên hạ để xây dựng phòng nhà cho tăng chúng bốn phương, các vật dụng như đồ ngồi, đồ nằm, thuốc thang đều cúng dường đầy đủ, khi trong nghe ức đệ tử Thanh Văn và Đại Bồ Tát tu tập trọn vẹn vô lượng pháp môn, ngồi thiền tụng kinh giáo hóa làm các việc thiện, người như vậy có nhiều phước đức chăng? Hơn 1.000 năm tu tập hành bố thí, công đức cúng dường là gấp bội hơn trước. Giả sử có người ở trong bốn châu thiên hạ xây dựng hết phòng nhà cho tăng chúng, các thứ như đồ nằm ngồi thuốc thang đều được cung cấp không thiếu, để cho trong hệ ức đệ tử Thanh Văn và Bồ Tát tu tập các pháp môn làm việc thiện, ngồi thiền tụng kinh giáo hóa, thì được bao nhiêu phước đức? Bạch Thế Tôn, phước đức người này đạt được là vô lượng vô biên a tăng kỳ số. Này thiện nam, chỉ sử khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, vì xá lợi nó khởi công xây dựng tháp miếu đầy đủ như vậy, thì công đức xây dựng tháp là vô lượng phước báo này ngày đêm được tăng trưởng. Ở bốn phương xây dựng phòng nhà cho chúng tăng, các vật dụng cho đồ nằm ngồi thuốc thang, tất cả những việc cần dùng đều cung cấp đủ. Nếu xây dựng tháp thì công đức gấp bội hơn trước. Giả sử nơi tam thiên đại thiên thế giới đầy hết các vị Bồ Tát thành tựu số ba la mật nhiều như lúa mè tre lau, giả sử trong tam thiên đại thiên thế giới ta là bậc thành văn la hán đủ tám pháp giải thoát cũng nhiều như lúa mè tre lau rừng rậm, tất cả đều bị trói chặt giam giữ trong đó, cho đến một kiếp là có một người xuất hiện ở đời vì nhân duyên tạo phước nên giải thoát cho các Bồ Tát và La Hán bị giam giữ, mở trói, tắm rửa, là cung cấp y áo, bình bát, phòng nhà, thức ăn uống, thuốc men, đầy đủ các đồ dùng nằm ngồi cho đến trăm ngàn vạn năm khi giới vị nhập niết bàn, lại lấy xá lợi để cúng dường. Có một xá lợi xây dựng tháp bằng bảy báu, cúng dường tháp bảy báu như vậy đều dùng hương hoa, các loại âm nhạc, tơ lụa, cờ phướng, lẩm báu. Đó là có người vì Như Lai đang xây dựng tháp miếu cho đến đầy cả tam thiên đại thiên thế giới, thì phước đức của người này đạt được trăm ngàn ức phần của công bằng công đức của người giải thoát cho người bị giam giữ. Xác lợi chân thiện, bà la môn chân thiện, cư sĩ chân thiện, sa môn chân thiện, như vậy thì phước đức tăng trưởng vô lượng a tăng kỳ số. Trong đời mạt pháp, khi pháp sắp hoại diệt có thể hộ trì mình và bảo vệ người khác. Ở đời vị lai thường hộ trì pháp Phật, cũng chính là hộ trì đệ tử Thanh Văn của ta. Người lãnh nhận pháp khí và không nhận lãnh pháp khí, cho đến người cả bỏ râu tóc, mặc áo, ca xe đều không nên quá nhiều não hại. Nếu có người thân cận cũng dường Thanh Văn thừa thì cũng không được não loạn, cũng là không nên phát nguyện ưa thích. Cũng dường đại thừa thì hoàn toàn không khi dối hủy phạm, tu tập bất chi Phật thừa cũng tự gần gũi để cúng dường, giữ gìn vững chắc pháp đại thừa, an trú vào đại thừa đang được công đức phương tiện thiện xảo biện tài tương an lạc. Thân cận tôi hỏi về nghĩa lý rồi thuận theo để hành trì. Đối với tất cả thì kheo hành ác phải xa lìa, không nên cùng với tăng bốn phương tỏ hưởng lợi dưỡng, tự không đảm nhiễm nơi 10 luân ác, cũng không giáo hóa người khác đảm nhiễm. Tất cả tu tập đạo của vua trước, thực hành đầy đủ 10 việc thiện, thường nơi thân cận trí thức thiện để phát khởi pháp nhãn. Như vậy xác lợi chân thiện này được phước đức vô lượng vô biên, hoàn toàn không hư dối, hưởng được bổng lộc của dân nước các hàng trời đồng nhà xoa cả tất bà Atula Kalola Khẩn Đa La Ma Hầu La Già Già Phủ Đần Đa đều nghĩ đến thường cùng nhau ủng hộ. Nếu có tất cả người có thể lãnh nhận đủ vước thành tựu pháp khí thì đều được nhớ nghĩ cùng nhau ủng hộ cho cõi nước được phát triển, nếu cõi nước khác cũng bị khiến tăng trưởng làm cô cạn các tội ác, tạo lợi ích cho hàng trời người, giữ gìn mạng sống lâu dài, tự diệt các phiền não, cũng có thể diệt trừ tất cả phiền não của người khác, thành tựu bồ đề, được đủ sáu pháp ba la mật, sẽ liệt tất cả cõi ác, tùy thuận vô số luật lưu chuyển trong sinh tử, ở nơi sinh tử mà không bị lôi cuốn cấu nhiễm, thường được gặp bạn lành tất cùng với chư Phật Bồ Tát hành hợp xa lìa bằng ác, như vậy chẳng bao lâu thành tựu cõi Phật, chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ấy tất cả vua trời và quyến thuộc cho đến tỳ xá xà đã thích và các quyến thuộc đều từ chỗ ngồi đứng dậy chắp tay hướng về Đức Phật thưa:
mà Thế Tôn ở đời vị lai có vô sắc lợi chân thiện, cho đến cư sĩ chân thiện nếu có thể xa lìa 10 luân ác, giữ gìn thân mình, giữ hộ trì người khác, bảo vệ chánh pháp, làm hưng thịnh của tam bảo, khi luôn phát triển không bị đoạn diệt, dân bản ba thừa đối với lời dạy của Phật đều có thể tinh hiểu thọ trì, đúng như pháp cúng dường, pháp được nêu giảng của đức của chư Phật, hoàn toàn không che giấu thì quyến thuộc của chúng ta. Còn vô sắc lợi chân thiện, cho đến cư sĩ chân thiện nên dùng 10 pháp này để bảo vệ những người ấy, khiến được tăng trưởng những gì là 10, hộ trì mạng sống lâu dài, trọn không chết oan uổng, diệt trừ các phi pháp, thường được ít bệnh, quyến thuộc an ổn, nhiều của cải tài sản, giàu có đầy đủ, tiếng khen ban xa, thân gần trí thức thiện, trí tuệ tăng trưởng. Như vậy sắc lợi chân thiện cho đến cư sĩ chân thiện xa lìa tất cả 10 luân ác, đúng như lời Phật dạy nên dùng 10 pháp thiện hộ trì để được tăng trưởng những gì là 10. Đó là các quán địch ngoại đạo không thể gây tổn hại, không ưa thích sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả bệnh khổ tà kiến quy y xa lạc, tất cả nghi ngờ vô định bằng ác không có nguồn gốc thiện, chết điệu chết oan, do sắc lợi chân thiện có đầy đủ công đức. Đúng như lời dạy nêu trên là tất cả đều diệt trừ, sử dụng 10 pháp thiện để hộ trì những người ấy. Là nữa Thế Tôn, nếu sắc lợi chân thiện đúng như lời nêu trên, tu tập thành tựu đầy đủ các công đức thì con sử dụng 10 pháp này để hộ trì những người dân ở cõi nước của sắc lợi. Những gì là 10? Sợ oán thù nước lân cận, sợ hàng phi nhân, sợ hạn hán, sợ mưa dầm, sợ gió chẳng phải thời, sợ ác tinh trái hình chẳng phải thời, sợ đói khát, sợ bệnh chết chẳng phải thời, sợ tà kiến sai lầm, tất cả đã được dứt trừ. Sắc lợi chân thiện đúng như lời nêu ở trên của thầy tu tập, chúng ta nên dùng 10 pháp để bảo vệ đất nước và dân chúng. Bây giờ Đức Thế Tôn khen ngợi rồi đã thích cho đến các vị phú đô na, lành thay lành thay, này thì nam, tất cả những việc ấy đều là chỗ các ông nên làm. Khế đại phạm thiên tạng, từ chỗ ngồi đứng dậy, sau lại y phục quỳ gối phải sát đất chắp tay thưa bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn cho phép con được thưa nói, sắc lợi chân thiện này chứng được quả vị không thoái chuyển, chuyên tâm trì chú Đà La Ni. Nhờ ở quả vị không thoái chuyển và thần chú Đà La Ni này, nên đã đời vị lai sắc lợi chân thiện ấy làm cho các thứ oán địch nơi nước lân cận tự nhiên tan mất, thân miệng ý giới thành tựu, đạt được trí tuệ tối thắng, được tất cả người trí tán tán, xa lìa các pháp ác, thưa tu tập pháp thiện, xa lìa tà kiến, bảo quy y tà phải tinh tấn vững chắc giáo hóa vô lượng chúng sinh, đã được trí tuệ tự tại, sư pháp ba la mật có hiểu kho tàng cho báu đầy đủ, thêm tăng trưởng xa lìa tất cả sân giận kéo kiệt và các anh tị xấu ác, thường được hàng trời người ủng hộ, chứng được tâm bồ đề không thoái chuyển, không xa lìa chúng sinh được bốn giới pháp, không còn chỗ do dự để hỏi, thành tựu pháp khí đầy đủ ruộng phước, thân cận bồ tát và hàng thanh văn, làm đỡ cho tất cả sắc lợi chân thiện hoàn toàn qua vị không thoái chuyển, được công đức diệu lực đà la ni, ở trước ở đời vị lai được trí tu tấn, không còn bị chế trách, thường thân cận chư Phật và Bồ Tát. Bây giờ Đại Phạm Thiên Tạng nói thần chú: Đa Sà Tha Mâu Ni Trí Lê Mô Na Xá La Bính Mâu Ni Di Lê Địa Dạ Mạc Đế Lư Xà Tỳ Xà Lệ Mâu Ni Lật Chi A Nật Già Di Tịch Già La Bát Sai Ba La Xá Bát Sai Mật La Bát Sai Tảo La Xa Lật Đế Đâu Là Nã Lật Lệ Bác Sĩ Xoa Lật Bà Lệ Cựu Cựu Nã Di Lệ A Bính Xoa Bà Bà A Như A Kỳ Lê Phạm Mâu Ni Ba Đà Bính Tư Bà Ha. Đại Phạm Thiên Tạng đọc thần chú rồi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nguyện sẽ Thế Tôn tùy ý nơi Đại La Ni này. Đức Phật bảo: lần thay là bảy. Này Đại Phạm, ta rất hoan hỷ đối với thần chú ấy. Bây giờ, mọi người trong chúng hội đều khen lành thay Đà La Ni ấy đã được nêu bày. Lúc ấy Phật bảo tôn giả Đại Mục Kiền Điên, Đại Bồ Tát Di Lặc: Các ông hãy nhận lãnh tọa trì Đà La Ni bất thoái chuyển địa tâm ấy, tất có thể khiến cho hàng sắc lợi chân thiện được an vui lợi ích. Vì đã chuyển pháp luân, vì nhằm tạo tiếng tốt, vì nói rõ oai đức, vì nhằm diệt trừ các tà kiến, vì đã xây dựng chánh kiến, vì giữ gìn pháp nhãn, vì làm cho giới luật chúng sinh được thành thục, vì khiến cho đại thừa được vững bền không bị thoái lui, vì nhằm đạt đầy đủ sáu pháp ba la mật. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa trên đã nói kể. Khi Đại Phạm Thiên Tạng tôi hỏi Đức Thế Tôn: Các chúng sinh lợi căn thiền định và độc tụng, dùng mảnh siêng giáo hóa, bậc sát lợi trí tuệ,
Làm sao diệt phiền não, làm sao trụ bất thoái? Phật trả lời cho ông, phạm tội trọng đọa lạc, tuy tâm có trong sáng, rơi địa ngục A Tỳ, 10 loại làm ác này, không có trí tu hành, thì diệt các gốc thiện, nhanh chóng đọa địa ngục. Thiền định diệt phiền não, chẳng riêng trí đa văn, để muốn được giải thoát, cần phải tu thiền định, và trí thường tinh tấn, giữ gìn chánh pháp ta, dày cung kính ca sa, thoát khỏi biển phiền não. Thích sống ở trần vắng, xa lìa năm tội nghịch, trì giới tu thiền định, thoát khỏi biển phiền não, nếu có tin ba thừa, làm hơn khỏi pháp Phật, cũng dường y ca sa, được biển công đức lớn. Có thể điều phục tâm, không nói tội tỳ kheo, bậc thánh tu ít dục, chứng được lượng túc tôn, xa lìa tỳ kheo ác, cung kính gần bậc thánh, không ăn vật chúng tăng, mong được quả bồ đề, và cõi được an vui, ba báu hiện ở đời. Điều muốn được an lạc nên cúng dường tam bảo, ba báu diên đà la, xét lời tạo tội lỗi, chúng tỳ kheo xấu ác, mau chống đọa địa ngục. Như vậy tội mười luân bằng một tội giam nữ, vì tội mười giam này cũng bằng một nhà rượu. Mười tội rượu như thế, bằng tội giết nhà trẻ, mười tội giết. Vì mười tội giết này cũng bằng một vị vua có xét lời chân thiện, cúng dường nơi chánh pháp, ba thừa được hưng thịnh sẽ được biển công đức đầy đủ bảy loại báu, khắp cả diêm phù đề dùng để cúng dường Phật. Phước đó còn nhiều, còn hơn nhiều. Cho đến bốn thiên hạ, dựng phòng cúng dường tăng, phước đó tuy rất lớn, không bằng hộ chánh pháp. Giả sử vì chư Phật sẽ thắp miếu khắp nơi, phước đó tuy rất lớn, không bằng hộ trì pháp. La hán các Bồ Tát mở trói mà cúng dường, thể hiện pháp của ta phước đó hơn phước kia. Tu thiện ước ngàn kiếp, không được chư Phật hộ. Nếu chánh pháp không ẩn, chư Phật liền hộ niệm. Nếu xác lợi hiền thiện, xa lừa mười lôn ác, hộ trì pháp của Phật. Giữ gìn y ca sa, không hủy bán chánh pháp. Ta thuyết pháp ba thừa, nghe rồi nên cúng dường, là hộ trì pháp khí. Năm mặt trời cùng mọc, làm khô cạn biển lớn. Nếu người, nếu giữ gìn pháp ta, diệt trừ các phiền não. Vì do gió thổi mạnh, phá vỡ các ngọn núi, hộ trì pháp của ta, cũng diệt các phiền não. Vì do thủy ta khởi, hủy hoại khắp đại địa. Nếu hộ trì chánh pháp, cũng diệt các phiền não. Đời có ngọc như ý, là mãn nguyện con người. Đã đời pháp ba thừa, theo nguyện cũng đều đạt. Ví như được bình báu, sẽ hết các khổ cực. Phá phiền não như vậy, mau chứng đạo bồ đề. Như trăng tròn 15, chiếu sáng khắp hư không. Được trí tuệ như vậy, hộ chánh pháp đầy đủ, hư không không đối tượng, không vật cũng không tướng. Ngồi chủ trì chánh pháp, bậc trí không còn nghi, mặt trời chiếu hư không, có thể diệt bóng tối. Giữ gìn chánh pháp này thì được chiếu sáng khắp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Đại Phương Quảng, Thập Luân quyển 4, nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo.